Hello, xin chào mọi người, là nhà Lan đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại rất là đặc biệt, đó chính là những cái dây để treo xe ô tô. Các bạn có thể làm để treo trong phòng học của mình nè, hoặc treo trước cửa đều đẹp hết nha. Các bạn sẽ làm kích thước to hơn để treo trước cửa. Ngoài ra các bạn có thể canh theo cái mệnh của mình để các bạn làm một cái màu phù hợp với mệnh mình để mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái vòng tròn. Sau đó các bạn sẽ bắt đầu móc ở bên trong này, móc ra. Các bạn sẽ móc viền ngoài cái vòng tròn trước, sau đó các bạn sẽ móc những cái bông hoa các bạn đính lên. Vật dụng mình cần đó là cái vòng tròn nè, kim móc, len, rồi một cái chuông. Đầu tiên các bạn sẽ móc quanh cái vòng tròn này cho mình. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi bính. Tiếp đến các bạn sẽ đâm vào vòng tròn móc cho mình là những mũi đơn. Các bạn sẽ quấn cho nó thật chặt vào cái vòng tròn của mình. Sao cho cái vòng tròn mình nó được khít lại. Nó không có bị hở ra nha các bạn. Là đẹp. Các bạn sẽ làm sau đó các bạn sẽ dùng tay để đẩy nó lại cho nó sát sát lại với nhau. Để nó không có bị hở ra. Đây một mũi bính nè. Số mũi này thì tùy theo cái vòng tròn của các bạn lớn hoặc nhỏ. Các bạn sẽ móc đầy cái vòng tròn đó cho mình là được rồi. Kính vòng tròn là được rồi nha. Xong mũi đầu tiên các bạn sẽ gắn ghim lại như thế này. Để lát nữa chúng ta biết được vị trí chúng ta thực hiện mũi kết. Đây mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Rồi cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho kính cái vòng tròn nha. Sau khi đã móc kính vòng tròn xong, các bạn sẽ móc lên cho mình là 100 mũi bính để làm cái phần dây treo. Một nè, hai nè, ba nè. Các bạn sẽ móc sau khi đủ 100 mũi bính thì các bạn sẽ kết kết lại ngay cái vị trí mà chúng ta gắn ghim màu xanh đó đó. Sau đó các bạn sẽ cắt dây ra. Và tiếp đến các bạn sẽ làm phần bông hoa. Với cái hàng vật phần đầu tiên này thì các bạn chỉ có làm công đoạn như thế thôi. Tiếp đến là công đoạn làm hoa thì mình sẽ có ghi phần chắp móc trong video nha các bạn. Rồi sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi kết. Các bạn sẽ kéo lên qua cái đầu bên kia luôn, sau đó cắt dây. Phần len dư thì các bạn sẽ luồn vào bên trong phần chúng ta đã làm bằng kim khâu hoặc là bằng kim móc đều được hết nha.
Rồi bây giờ phần cơ bản đã xong. Tiếp đến các bạn sẽ làm những cái phần bông hoa để trang trí lên ở trên cái phần vòng tròn này. Thì các bạn sẽ làm bông hoa này với hai lớp. Lớp đầu tiên và lớp thứ hai. Lớp đầu tiên gồm hàng từ hướng nhất đến hàng thứ hai. Lớp thứ hai gồm hàng thứ ba, thứ tư nha các bạn. Mình sẽ dùng hai tông màu là màu vàng và màu trắng để làm hình bông hoa. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm bông hoa nha các bạn. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, sau đó móc lên một mũi bính. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu móc vào bên trong vòng tròn cho mình là 5 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất nè. Tiếp đến mũi đơn thứ hai. Bạn nào chưa quen thì cứ xong mũi đầu tiên các bạn sẽ gắn kim lại như thế này. Để chúng ta xác định được vị trí, lát nữa chúng ta kết hàng nha. Rồi mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ năm. Các bạn làm từ từ, các bạn sẽ kéo cái vòng tròn cho nó khít lại như thế này. Ở đây chúng ta có cái bông hoa này 5 cánh nên các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ cắt dây ra, đổ lên cho mình là cái phần len màu trắng để móc hàng thứ hai. Thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt để chúng ta luồn vào trong cái phần mà chúng ta đang còn lỡ dở đây nè. Các bạn sẽ kéo qua tạo thành một nút thắt như thế này. Rồi sau đó các bạn gỡ cái ghim màu xanh ra. Tiếp đến thực hiện cho mình một mũi kết. Bây giờ mình sẽ đến với hàng thứ hai nha các bạn. Các bạn sẽ kéo chặt tay lại. Rồi tiếp đến hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi bính. Sau đó các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí chúng ta vừa lên bính á, các bạn sẽ móc cho mình là ba mũi kép chung chân. Mũi kép đầu tiên nè. Tiếp tục mũi kép thứ hai. Cùng chân đó luôn nha các bạn. Rồi mũi kép thứ ba. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi bính. Và đâm kim xuống ô tiếp theo, móc cho mình một mũi dời. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được một cánh hoa đầu tiên. Tiếp đến là cánh hoa thứ hai, các bạn cũng sẽ làm tương tự cho mình nha. Cũng lên hai bính, sau đó móc cho mình là ba mũi kép chung chân. Rồi tiếp đến nữa là hai bính và cuối cùng là một mũi dời. Các bạn sẽ lặp lại quy trình này 5 lần là chúng ta đã hoàn thành xong hàng thứ hai. Đây mũi kép đầu tiên nè. Rồi mũi kép thứ hai. Cùng chân đó luôn nha. Rồi mũi kép thứ ba. Sau đó lên hai bính. Rồi qua chân tiếp theo, móc một mũi dời. Cứ tương tự như vậy, các bạn sẽ móc thêm cho mình là ba cánh hoa nữa. Là chúng ta đã hoàn thành xong hàng thứ hai này rồi.
Hàng thứ hai đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng thứ ba. Thì các bạn sẽ lật ngược nó lại như thế này. Và các bạn sẽ móc vào cái phần nhị màu vàng á. Đầu tiên lên hai bính, sau đó đâm vào cái phần màu vàng này nè. Ở cái phần màu vàng này có các đường ở đây nè các bạn. Các bạn sẽ đâm vào và móc cho mình là một mũi dời. Các bạn sẽ móc là cứ hai bính rồi đến một dời, các bạn sẽ lặp lại 5 lần như thế. Rồi lên hai bính, sau đó qua chân tiếp theo một mũi dời. Rồi cũng lên hai bính. Sau đó một mũi dời. Các bạn sẽ lặp lại 5 lần nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thêm một mũi dời nữa là mình đã hoàn thành xong hàng thứ ba rồi nha các bạn. Tiếp đến các bạn sẽ lên hai bính để bắt đầu hàng thứ tư. Hàng thứ tư này thì chúng ta sẽ móc cánh hoa, thì các bạn sẽ móc vào cái vị trí bính ở đây nè. Các bạn sẽ móc vào khoảng giữa này, là khoảng giữa hai cái bính như thế này, thì các bạn sẽ móc cho mình là 5 mũi kép chung chân. Nãy chúng ta có là 5 lần ở phía trước á, thì bây giờ các bạn sẽ móc vào cho mình là 5 mũi kép chung chân ở một ô như thế đó. Thì các bạn sẽ có là 5 lần như vậy để chúng ta tạo ra được 5 cánh hoa. Bây giờ mình đang làm là cánh hoa đầu tiên nha các bạn. Có 3 rồi nè. 4. 5. 5 mũi kép đã xong. Bây giờ các bạn lên cho mình thêm 2 mũi bính. Tiếp đến các bạn sẽ đâm kim xuống. Qua chân tiếp theo móc cho mình một mũi dời. Rồi bây giờ lên hai bính. Tiếp đến cũng đâm kim xuống ngay cái vị trí chân này, móc cho mình 5 mũi kép chung chân. Các bạn cứ lặp lại quy trình như thế cho tới hết hàng là chúng ta đã hoàn thành xong được cái bông hoa với 5 cánh ở phía trên và 5 cánh ở phía dưới nha các bạn. Rồi tới đây là một mũi dời. Sau đó lên hai bính bắt đầu cánh hoa thứ ba. Rồi sau khi làm xong cánh hoa cuối cùng thì các bạn sẽ thực hiện một mũi dời ngay cái vị trí cùng ô đó luôn. Sau đó các bạn sẽ cắt dây và chúng ta sẽ sử dụng kim khâu để luồn cái phần len dư vào bên trong phần chúng ta đã làm. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoảng 6-7 bông hoa như thế để các bạn sẽ đính lên trên cái vòng tròn nha. Tùy theo cái kích cỡ vòng tròn mà các bạn sẽ đính thêm nhiều hay là ít bông hoa. Và để đẹp hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng cái viên ngọc trai để các bạn đính ở ngay giữa để làm cái phần nhị hoa cho nó lung linh hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với là phần chiếc lá. Chiếc lá thì cũng giống như quy tắc trước giờ mình đã từng làm thì các bạn cũng sẽ móc theo một cái quy tắc chung là đối xứng. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Tiếp đến các bạn sẽ móc lên cho mình là 9 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí chân bính thứ hai. Móc cho mình một mũi đơn. Chân bính thứ hai này, móc một mũi đơn cho mình. Tiếp đến qua chân thứ kế tiếp là một mũi kép thấp, các bạn sẽ tăng dần lên nha.
Ở đây là mũi kép thấp rồi nè. Chân tiếp theo nữa là mũi kép. Các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi kép ở 3 chân tiếp theo nha. Được một mũi kép rồi. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Mũi kép có ký hiệu là chữ F nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ lặp lại, làm ngược lại. Là bây giờ là mũi kép thấp, ký hiệu là chữ T. Bây giờ mình đang lùi về nè. Rồi tiếp đến là một mũi đơn. Và ô tiếp theo là một mũi đơn nữa. Sau đó các bạn sẽ lên hai bính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại làm y chang như mới nãy, là một mũi đơn. Rồi thêm một mũi đơn ở chân kế bên. Các bạn sẽ đâm vào ô giữa này nè. Cái ô hở này nè các bạn sẽ đâm vào. Rồi tiếp đến là một mũi kép thấp để đối xứng với cái mặt ở phía trước. Tiếp nữa là 3 mũi kép ở 3 chân tiếp theo. Một rồi nè. Đây là mũi kép thứ hai. Tiếp tục mũi kép thứ ba. Và cuối cùng là một mũi kép thấp và một mũi đơn. Là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc lá rồi nha. Sau khi làm xong các bạn sẽ cắt dây và dùng kim khâu để khâu hai cái đầu dây nó lại với nhau. Và sau đó các bạn sẽ đi giấu mối. Đây các bạn sẽ đi khâu để tạo cái mũi kết. Và tiếp đến chúng ta sẽ giấu cái phần lên dư vào bên trong phần chúng ta đã làm. Rồi các bạn cũng sẽ chuẩn bị cho mình thêm khoảng 6 cái bông hoa, 6 cái lá như thế này, tương ứng với số bông hoa các bạn đã làm. Sau đó mình sẽ đi làm cái phần chuông. Phần chuông thì các bạn thấy nó sẽ có độ cong, độ ở hai bên nó sẽ bự lên, ở giữa thì nó sẽ nhỏ xuống, nhỏ dần lại. Thì mình sẽ cũng làm theo quy tắc là tăng dần và đối xứng. Ở giữa ở hàng màu xanh lá này nè thì mình sẽ móc quy tắc chung là một mũi đơn hết, còn bắt đầu hàng màu đỏ mình mới tăng mũi lên, là hàng thứ hai mình mới bắt đầu tăng số mũi lên và tăng độ cao của mũi. Đầu tiên với hàng một các bạn sẽ móc cho mình là 29 mũi bính trước nha. Bây giờ đang tạo một nút thắt nè, rồi móc lên cho mình 29 mũi bính nha. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí chân bính thứ hai, móc cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ gắn ghim lại để lát nữa chúng ta xác định được vị trí chúng ta kết hàng nha. Tiếp đến các bạn cũng sẽ đâm xuống ngay cùng chân đó luôn, móc cho mình thêm một mũi đơn nữa. Tức là ngay ô đầu tiên chúng ta có là một mũi chữ V nha các bạn. Rồi, qua chân tiếp theo. Từ chân tiếp theo trở đi thì các bạn sẽ móc cho mình là mỗi một chân bính như vậy là một mũi đơn. Tương ứng chúng ta sẽ có 27 mũi đơn ở 27 chân bính. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ còn dư lại một mũi bính cuối cùng thì các bạn sẽ móc vào trong đó cho mình là 3 mũi đơn chung chân, ký hiệu là chữ W nha. Đây là mũi đơn đầu tiên nè. Tiếp tục mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba. Rồi sau đó các bạn sẽ quay lại và đâm vào chân tiếp theo, móc cho mình là một mũi đơn.
Rồi tiếp nữa là mũi đơn thứ hai. Các bạn sẽ móc liên tục cho mình là 27 mũi đơn nha. Nó sẽ cũng y chang như cái phần lúc đầu của mình. Mình đang móc là đối xứng qua cái sợi dây bính ở giữa thôi. Sau khi móc xong 27 mũi bính, ngay vị trí mũi bính cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ thực hiện mũi kết và lên cho mình hàng thứ hai. Rồi để tiện hơn thì các bạn sẽ đổi màu len từ đây luôn. Các bạn sẽ đổi qua màu vàng. Sau đó các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi kết. Rồi mình mới lên hàng thứ hai luôn nha. Hàng thứ hai này thì các bạn sẽ làm từ mũi đơn lên mũi kép thấp rồi mũi kép để tăng dần cái độ cao của cái nơ nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Tiếp đến các bạn sẽ gắn ghim lại. Để lát nữa chúng ta xác định được vị trí kết hàng. Rồi qua ô tiếp theo là một mũi chữ V. Các bạn lưu ý là mình đang móc là sẽ là đối xứng. Nên các bạn thuộc được quy tắc ở phần đầu rồi. Thì hàng cái mặt đối diện đối xứng kia thì các bạn sẽ làm tương tự thôi nha. Mũi chữ V đã xong. Bây giờ là một mũi đơn nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là tăng dần nè các bạn. Rồi một đơn xong đến một kép thấp. Rồi tiếp đến là một mũi kép nữa, một mũi kép ở chân tiếp theo. Các bạn sẽ móc liên tục cho mình là 8 mũi kép ở 8 chân bính nha. Mình được một mũi kép rồi. Đây là mũi kép thứ hai nè. Các bạn sẽ vừa làm và vừa đi dấu mối cho mình luôn. Rồi mũi kép thứ ba. Mũi kép thứ tư. Mũi kép thứ năm. Mũi kép thứ sáu, mũi kép thứ bảy, mũi kép thứ tám. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay ngược lại là móc cho mình một mũi đơn, một mũi kép thấp rồi đến một mũi đơn. Chúng ta đang làm giảm cái độ dài, độ cao xuống. Bây giờ mình đang xuống giảm xuống cái độ cao nè các bạn. Là giờ là một mũi kép thấp. Rồi đến một mũi đơn. Sau đó là 3 mũi dời. 1 dời. 2 dời. Ký hiệu là chữ SL nha các bạn. 3 dời. Tiếp đến là các bạn sẽ lặp lại quy trình là một đơn, một kép thấp. Rồi 8 kép. Rồi sau đó là một kép thấp. Và cuối cùng là một mũi đơn. Này 8 kép xong rồi này các bạn. Bây giờ quay lại giảm dần lại là một kép thấp. Rồi đến một đơn. Rồi tiếp đến là một mũi chữ V. Sau đó là một mũi X. Rồi V. Bây giờ mình đang lặp lại quy trình lần thứ hai nè. XV xong rồi bây giờ là X kép thấp rồi 8 kép. Bây giờ các bạn sẽ làm đối xứng lại nha. Chúng ta được một mũi đơn rồi đó. Bây giờ là kép thấp nè. Tiếp đến là 8 kép. Sau đó là một mũi kép thấp. Đây 8 kép xong rồi này các bạn. Bây giờ sẽ giảm xuống là một kép thấp. Rồi đến một đơn. Rồi 3 dời.
1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Rồi, tiếp tục cũng làm tương tự. Một đơn, một kép thấp, 8 kép, một kép thấp và cuối cùng là một đơn. Là chúng ta đã hàn xong được cái mặt bên này. Và mũi cuối cùng nữa đó chính là một mũi V. Là chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần chiếc nơ này luôn nha các bạn. Sau khi làm xong phần chiếc nơ thì các bạn sẽ cắt một đoạn dây dài để các bạn đi buộc chặt lại cái phần ở giữa. Để chúng ta cố định phần vị trí ở giữa nha các bạn. Đây xong rồi nè, đây là một mũi kép thấp, đến một đơn, rồi cuối cùng là một mũi chữ V. Sau đó các bạn sẽ kết hàng. Và quá trình móc đến đây cũng đã kết thúc rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ có đi khâu và đi dùng keo để dán trực tiếp lên trên cái phần vòng tròn của mình thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khâu hai cái đầu nó lại với nhau nha. Và sẽ khâu vô cái phần vị trí chính giữa luôn. Các bạn sẽ gặp lại như thế này. Các bạn sẽ gặp lại như thế này để khâu luôn nha các bạn. Rồi tiếp đến các bạn sẽ gắn cái phần chuông vào. Và sau đó các bạn sẽ khâu cái phần nơ vào luôn. Và bây giờ là công đoạn cuối cùng để quyết định là cái dây của mình có được đẹp hay không là tùy thuộc vào cái phần mà các bạn sẽ dán. Các bạn sẽ dùng keo nến để các bạn làm nha. Các bạn sẽ hơ lửa nó lên, sau đó các bạn sẽ đặt một cái phần bông hoa thì đi kèm theo đó là một cái lá. Và ở phần giữa thì các bạn có thể trang trí thêm hai lá cũng được để cho nó được đẹp hơn và có nhiều màu xanh thì nó sẽ được thêm họa tiết thì nó sẽ được xinh xắn hơn nhiều. Các bạn nhớ là đặt xen kẽ giữa hai cánh hoa cho nó xinh nha. Sau khi đã làm xong cái phần cánh hoa vào với lại cái lá rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến để đính trực tiếp lên vòng hoa. Các bạn sẽ canh và đặt như thế này. Ngay cái phần nơ đó các bạn có thể sử dụng thêm một cái bông hoa nữa để các bạn đính lên. Nhưng mà các bạn nhớ là lấy cái màu khác với cái phần nơ nha. Hoặc các bạn có thể sử dụng một cái họa
Cái viên ngọc trai để các bạn đính lên ở phía giữa để cho nó đừng có lộ cái đường đường mà chúng ta cột cố định đó các bạn. Với những mẫu dây treo xe hơi như thế này, các bạn có thể lựa chọn màu phù hợp với phong thủy của mình để cho tăng cái độ may mắn cho chiếc xe của mình nè, và mọi công việc làm ăn đều suôn sẻ hết. Các bạn có thể treo nó như là một cái dream catcher cũng được. Các bạn đặt nó xen kẽ như thế này, sau đó các bạn sẽ sử dụng ướm thử trước, sau đó các bạn mới dùng kem đấy các bạn đính vào để tránh không có bị dính keo nhiều chỗ, nó sẽ làm cho cái mất thẩm mỹ của cái dòng nha. Thì ngoài cái màu sắc như thế này, các bạn có thể làm màu xanh này, màu hồng nè, hoặc các bạn có thể làm ở hai lớp viền. Thì bữa sau mình sẽ làm video hướng dẫn về cho các bạn làm hai cái lớp viền nha. Đây là video làm cơ bản nhất về cái phần dây treo xe hơi này, các bạn chủ yếu là vào phần là trang trí thôi. Mình sẽ đính những bông hoa này lên. Các bạn thấy mẫu này xinh không nè? Nếu có thì hãy để lại một bình luận bên phía dưới cho chúng mình để chúng mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video mới nữa cho các bạn nha. Và các bạn nào còn sản phẩm nào muốn làm nữa thì cũng để lại bình luận bên phía dưới cho chúng mình biết luôn nhé. Các bạn có thể thay thế cái phần dây 100 đính mới nãy mình đã móc á. Các bạn có thể thay thế bằng cái phần dây ngọc trai để cho nó được xinh xắn hơn nha. Vậy là video của chúng mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh tụi mình nha. Và tụi mình là Lena. Bye bye.